cả các bạn đang theo dõi và đến với channel Phạm Vinh Singer Vlog ạ. Đầu tiên xin cho phép Phạm Vinh gửi lời chúc đến tất cả các bạn đang theo dõi có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình ạ. Vâng, sau những giờ làm việc mệt mỏi thì Phạm Vinh sẽ cố gắng làm những video clip thật hay và đẹp mắt gửi đến tất cả các bạn đang theo dõi. Và clip ngày hôm nay Phạm Vinh sẽ chứng tỏ cho các bạn thấy một điều rất là đặc biệt trong clip này, đó là kẻ trộm từ trong máy tính mà bước sang phòng của Phạm Vinh, nhà của Phạm Vinh để lấy đồ vật. Và không chờ đợi lâu nữa, mời tất cả các bạn hãy đến với video của Phạm Vinh ạ. Nhà có ai không? Như là nhà không có ai thì phải. Ăn khác mà có Long Yến đây nữa. Chiến này ta phải làm liều thôi. Mời cả nhà nhé. Ngon. Sau khi xem xong clip, mọi người đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh của Phạm Vinh Singer Vlog ạ. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh.